Xin chào tất cả các bạn, mình Hồng Huyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bằng một bài phát âm mới, đó là nguyên âm đôi I, bài 14 trong bảng IBA chart, International Phonetic Alphabet chart. Mình đã đi gần như nửa chặng đường rồi các bạn. Thì nguyên âm đôi I là một nguyên âm đôi, nó có tên gọi là diphthong đó các bạn. Và trong bộ nguyên âm đôi chúng ta có 7 bộ nguyên âm đôi, đó là A, I, O, O. Và ta sẽ học ở những bài sau. Bài này chúng ta đi sâu vào nguyên âm I. Chúng ta mở miệng ra hình oval A. Đầu tiên chúng ta mở miệng ra và ta đọc A. A, A dài các bạn nha. A. Và gì? I. Và chúng ta thêm chữ y vào. I là một nguyên âm. Và nó bắt đầu bằng chữ A, kéo dài chữ A ra, A, và chuyển sang chữ y. Và chúng ta phát âm là I, I. Nó là một nguyên âm, và có thể nói là nguyên âm dài, nhưng mà nguyên âm dài đôi. Chúng ta có các cái từ sau: I die, I like, I why, I high, I night, I fighting, I surprise, I childhood. Để ý các phụ âm phía sau các bạn nha. I tour guide, I try on the right, I why don't you try. Mình nói lại nè. I drive, try on the right. I, why don't you try? Câu hỏi bắt đầu từ W question. Chúng ta hạ giọng vào cuối câu. Do you like dry wine? Các bạn nhớ nha. I'm twice your size, Lisa. I'm twice your size, Lisa. Mình không nói Lisa, Lisa, Lisa. Và twice phụ âm sở phía cuối câu. Size, size phụ âm dết cuối câu. I'm twice your size, Lisa. That guy might buy my cycle. The, that guy might buy my cycle. Chúng ta để ý các từ I trong chữ while. I rise, I find, I behind, I charge. I tried, I nice, I kind, I might, I silent, I guide. I guide, I guide, I, tôi, I, my. I light, ánh điện. I, my, của tôi. I light, I, paradigm. Hệ biến hóa, mình nói lại. Paradigm, hệ biến hóa. Paradigm. Cái chữ này không có chữ I, nhưng chúng ta cũng cố gắng đọc cho nó đúng nha. A, nửa A nửa E. A, paradigm. I sigh, I silent, I aisle. I island, aisle. Và aisle là gì? Lối đi giữa các hàng ghế. Và island là hòn đảo. Và psyche là linh hồn, tinh thần. Psyche, psyche. Rồi chúng ta nhận biết các nguyên âm được phát âm là I nhé. Identify the vowels which are pronounced I. Chúng ta nhận biết các nguyên âm được phát âm là I. Thứ nhất là Y thường được phát âm là I đối với những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng Y cộng với phụ âm cộng với E. Ví dụ Y cộng với K cộng với E. I bike, I sight, I kite, I dine. Bike là xe đạp, site là chỗ, vị trí, kite là diều, dine là ăn tối. Dine, sign, bên cạnh, tide, thủy triều, like, ưa thích, giống. I, mine, I swine, con lợn. I twine, sợi dây, dây bệnh. Thứ hai, chữ ei thường được phát âm là I trong trường hợp nào? Trong một số trường hợp sau. Ví dụ,
either. Mình hay đọc là either, 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 nhưng mà thực ra là either. Neither là không cái nào, either là một trong hai, và height là chiều cao, danh từ. I slide, sự khôn khéo, và I seismic là động đất, tính từ. Seismic, seismic, chữ chữ size, chứ phải là chữ sơ đâu nha, phát âm của nó là seismic, phát âm cuối của nó là k, và phát âm giữa của nó là z, seismic. Rồi thứ ba, chữ e, y và e được phát âm là i khi nó là một trong những cái nguyên, khi nó là nguyên âm cuối của một từ có một âm tiết. Những từ có một âm tiết là những từ nào? Là phát âm có một âm tiết thôi. Mình ví dụ các từ như die, lie, pie, tie. Cho nên i được phát âm là i khi mà nó đứng trong một cái từ mà từ có một âm tiết mà âm cuối đó là lại là i luôn. Âm cuối của một cái từ có một âm tiết, mình nói ngắn gọn là phát âm là ai khi một từ có một âm tiết cuối là ai. Mình ví dụ I die, I lie, I pie, I tie. I guide, I guide. Các bạn để ý phụ âm phía sau. I guides. Nhìn thấy chữ sơ nhưng mà phát âm là z. Các bạn để ý nhé. Guides, chiêu bài, lốt vỏ. Guide, sự gian xảo. Guide là hướng dẫn. I wanna guide you to somewhere là tôi muốn dẫn bạn đi tới nơi nào đó, nhưng mà gì? Sự gian xảo là gì? Her guile. Her guile really make me feel horrible ha. Sự gian xảo cái tôi làm cho tôi cảm thấy thật là kinh khủng. Guise, chiêu bài, lốt vỏ, và quiet, khá tương đối. Inquire là gì? Là điều tra. Inquire. Require, đòi hỏi, yêu cầu. Còn swile, Swire, Swire là người cận vệ. Thứ năm, chữ y, u và y dài á. Chữ u và y dài được phát âm là ai trong những trường hợp sau? Ví dụ như là buy là mua và I là guy. Thế nhé các bạn, phát âm nguyên âm đôi I là có những cái trường hợp ngoại lệ và có những cái trường hợp mà nó tuân theo quy tắc. Thì chúng ta học cái video này để chúng ta định hướng mình phải phát âm ai trong những trường hợp như thế, để cải thiện cái phần phát âm trong mình, của mình cho nó tốt. Nếu mình phát âm tốt cái bản nguyên âm này, nguyên bản phiên âm quốc tế này, sẽ cái khẩu hình của mình sẽ đúng để mà mình phát âm những cái từ khác trong những cái câu từ tiếng Anh, và mình vận dụng rất là tốt. IBA Chat sẽ giúp các bạn rèn luyện khẩu hình miệng một cách kinh điển. Các bạn nhớ nhé.